cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ông Trump tiếp tục bị dẫn trước trong khảo sát trước bầu cử. Ông Trump gây lo âu vì phản ứng hỗn loạn trước sóng Harris. Ông Trump và bà Harris tranh cãi về quy tắc tranh luận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Harris tiếp tục vượt ông Trump trong khảo sát bầu cử. Trong một cuộc khảo sát mới nhất vừa được công bố, Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump 4 điểm phần trăm, cho thấy ưu thế ngày càng rõ rệt nghiêng về nữ ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Cuộc khảo sát do Phòng Nghiên cứu Truyền thông Chính trị của Đại học Florida Atlantic, FAU, Phòng Nghiên cứu Ý kiến Công chúng và Tổ chức Main Street Research USA công bố hôm 27 tháng 8, cho thấy ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, dẫn trước đối thủ là ông Donald Trump, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 47% và 43%. Trong nhóm khảo sát gồm các cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, bà Harris dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 49%, trong khi ông Trump nhận được sự ủng hộ là 45%. Cuộc khảo sát tiến hành vào ngày 23 tới ngày 25 tháng 8 với 929 cử tri đã đăng ký tại Mỹ với sai số là 3,2 điểm phần trăm. Cuộc khảo sát trên phạm vi toàn quốc được tiến hành chỉ vài ngày sau khi diễn ra đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ tại Chicago. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ nhận được sự ủng hộ từ 53% nữ giới và 45% nam giới. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhận được sự ủng hộ của 47% nam giới và 41% nữ giới. Bà Harris nhận được sự ủng hộ từ các cử tri gốc Latin, da màu và da trắng, lần lượt là 51%, 73% và 57%. Ông Trump vẫn duy trì được sự ủng hộ đáng kể từ các cử tri da trắng không có bằng đại học, với 59% sự ủng hộ. Phòng Nghiên cứu Truyền thông Chính trị của Đại học Florida Atlantic nhận định, kể từ khi trở thành ứng cử viên Tổng thống, Phó Tổng thống Kamala Harris đã thực sự thu hút được các cử tri nữ và khoảng cách giới tính đã trở nên rõ rệt. Bà Harris cũng đã tái thiết lập lợi thế của Đảng Dân Chủ đối với các cử tri thiểu số. Trong khi đó, ông Trump đang mất dần sự ủng hộ từ các cử tri độc lập so với tháng 7. Điều này có thể là kết quả của Đại hội Đảng Dân Chủ và vẫn cần được theo dõi. Nếu mô hình này tiếp tục, ông Trump sẽ khó có thể duy trì lợi thế trong cuộc bầu cử. Kể từ khi thay thế Tổng thống Joe Biden trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào tháng trước, bà Harris đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ của các cử tri, tạo ra mối đe dọa đối với vị trí dẫn đầu vững chắc trong các cuộc khảo sát mà ông Trump từng nắm giữ trước đây trên phạm vi toàn quốc và tại các bang chiến trường. Trong khi các cuộc khảo sát toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ với ứng cử viên chính trị, một số bang cạnh tranh thường làm nghiêng cán cân trong bỏ phiếu cử tri đoàn, những lá phiếu quyết định ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Bà Harris sắp trả lời phỏng vấn lần đầu tiên kể từ khi tranh cử Tổng thống. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và Phó tướng, Thống đốc Minnesota ông Tim Walz sẽ trả lời phỏng vấn của CNN. Đây là cuộc phỏng vấn chung đầu tiên của hai ứng cử viên kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử. Cuộc phỏng vấn do nhà báo chính trị và người dẫn chương trình Dana Bass của CNN thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ ngày 29 tháng 8 theo giờ Mỹ, tức sáng 30 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Sau gần 4 ngày tuyên bố tranh cử Tổng thống, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã tạo ra được dấu ấn với các cử tri. Tuy nhiên, việc bà không tổ chức họp báo và có các cuộc phỏng vấn chính thức đã bị các đối thủ bên Đảng Cộng Hòa chỉ trích. Cuộc phỏng vấn sắp tới với CNN sẽ là cơ hội để bà Harris và phó tướng của mình trình bày quan điểm về các vấn đề và ghi điểm trước cử tri. Ông Trump gây lo âu vì phản ứng hỗn loạn trước sóng Harris. Trong bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy bà Harris đang ngày càng tạo ra cách biệt, nhiều người ủng hộ đang lo ngại về năng lực lãnh đạo của ông Trump khi ông liên tục tỏ ra thiếu kiềm chế trước đà trỗi dậy của bà Harris. Một số người ủng hộ ông Trump cũng đặt ra câu hỏi từng khiến Tổng thống Joe Biden phải rút lui khỏi Nhà Trắng. Đó là liệu cựu Tổng thống có phù hợp cho chức vụ lãnh đạo đất nước hay không? Khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử, ông Trump vẫn liên tục đưa ra những phát biểu hỗn loạn và rời rạc, đôi khi là sai lệch, tại các cuộc vận động tranh cử trên khắp cả nước. Thay vì tập trung vào các chính sách mà mình đang hướng tới, cựu Tổng thống lại dồn quá nhiều thời gian và công sức cho nỗ lực để công kích đối thủ. Dù những phát ngôn công kích không phải là quá mới mẻ với cả người ủng hộ lẫn người chỉ trích ông Trump, mối lo âu đang ngày càng lớn khi cựu Tổng thống gặp phải một đối thủ mới, Phó Tổng thống Kamala Harris, người đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ông Trump càng trở nên tức giận hơn khi lợi thế thăm dò dư luận của ông so với Tổng thống Biden bốc hơi trước Harris. Chiến dịch chế giễu thay vì tranh cãi mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ đang áp dụng dường như càng khiến cựu Tổng thống thêm thịnh nộ. Từ lúc bà Harris đảm nhận vai trò ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, ông Trump liên tục hứng chỉ trích khi công kích cá nhân bà Harris, mỉa mai tiếng cười của bà giống như một kẻ điên.
Cựu Tổng thống cũng gọi Harris là ngu ngốc, rồi nói với kênh CBS rằng ông không có ý định xúc phạm vì đó là sự thật. Ông Trump còn đặc biệt ám ảnh với quy mô đám đông tại các cuộc vận động tranh cử và Harris, khiến chính ông bị chế giễu với tuyên bố sai sự thật rằng Phó Tổng thống đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm giả số lượng người tham dự. Ông Trump những tháng gần đây tìm cách lôi kéo cử tri da màu nhằm giành lợi thế ở các bang chiến trường quan trọng. Nhưng ông lại tự phá hỏng cơ hội của mình khi đặt câu hỏi liệu Phó Tổng thống Kamala Harris có thực sự là người da đen hay không. Điều đó khiến gần như tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả một số người hâm mộ trung thành nhất của cựu Tổng thống cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì cách ông công kích cá nhân người khác. Những đảng viên Cộng hòa hàng đầu cũng có chung mối lo âu. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã khẩn cầu cựu Tổng thống nên tập trung vào những vấn đề có lợi nhất với ông như kinh tế hay quản lý biên giới. Bà Nikki Haley, cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, người từng lên án ông Trump không đủ tiêu chuẩn đảm nhận chức vụ trước khi quay sang ủng hộ ông, cho biết cựu Tổng thống sẽ không thể thắng cử khi cứ nói về chủng tộc của bà Kamala Harris hoặc gọi bà ta là ngu ngốc. Dù vậy, ông Trump vẫn không dừng lại. Cựu Tổng thống nói với các phóng viên rằng ông rất tức giận với bà Harris vì bà đã gọi ông là người dì hợm, cho rằng ông có quyền công kích cá nhân, đối thủ vì tức giận trước những gì bà ấy làm với đất nước. Thế khó của ông Trump khi bà Harris trỗi dậy. Sự trỗi dậy của bà Harris khiến ông Trump mất đi sự chú ý từ công chúng, trong khi cựu Tổng thống chưa tìm ra cách hiệu quả để đối phó. Việc bà Harris thay Tổng thống Joe Biden tranh cử đã giúp hồi sinh nỗ lực của Đảng Dân Chủ, vốn ảm đạm sau khi ông Biden gây thất vọng trong cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Đảng Cộng Hòa hồi tháng 6. Bà Harris trong tháng đã gây quỹ vượt qua ông Trump, thu hẹp khoảng cách hoặc là dẫn trước đối thủ trong nhiều cuộc thăm dò tại các bang chiến trường. Trong khi đó, ông Trump dường như chưa tìm ra phương án đối phó hiệu quả, dù cựu Tổng thống từng nhiều lần khiến các đối thủ khác gặp bất lợi. Để thu hút sự chú ý của truyền thông, ông đồng ý trả lời phỏng vấn tỷ phú Elon Musk, thậm chí là tung ra hàng loạt các lời công kích cá nhân cũng như những bình luận cường điệu nhắm vào bà Harris. Tuy nhiên, ông Trump dường như không còn được truyền thông chú ý như trước. Những thông điệp của ông về chính sách đối ngoại, kinh tế và tội phạm không làm lu mờ ánh đèn sân khấu dành cho bà Harris và không gây chú ý, điều bất ngờ đối với một chính trị gia từng thống trị tin tức. Trong khi đó, tất cả những thông tin từ phía Đảng Dân Chủ hồi tháng 7 chỉ là áp lực kêu gọi ông Biden bỏ cuộc. Ông Trump là một trong những ứng cử viên tổng thống nổi tiếng nhất từ trước đến nay, phần nào do ông đã lãnh đạo Mỹ một nhiệm kỳ. Công chúng Mỹ giờ đây muốn biết rõ những ưu tiên thực sự của ông nếu đắc cử nhiệm kỳ 2. Ông đã đăng lập trường chính sách trên website tranh cử nhưng lại không nêu chi tiết về kế hoạch điều hành đất nước trong tương lai. Nhiều vấn đề sẽ được bộc lộ khi ông Trump và bà Harris tranh luận lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Đây là phép thử đối với bà Harris, bởi ứng cử viên Dân Chủ phải thể hiện mình phù hợp cho vị trí người đứng đầu Nhà Trắng. Một số cố vấn đã cảnh báo rằng ông Trump có thể thua nếu chỉ chăm chăm công kích đối thủ thay vì đưa ra những cam kết về chính sách. Ông Trump và bà Harris tranh cãi về quy tắc tranh luận. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris tiếp tục tranh cãi về quy tắc tranh luận khi họ chuẩn bị cho sự kiện tranh luận đầu tiên. Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội hôm 27 tháng 8 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris về các quy tắc cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa họ vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Theo đó, các ứng cử viên sẽ tranh luận tại buổi phát biểu, không được mang theo giấy ghi chú hay nhắc bài và không bên nào được cung cấp câu hỏi trước. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump. Một quan chức trong đội ngũ của bà Harris nói rằng hai bên chưa thống nhất hoàn toàn về quy tắc tranh luận. Chiến dịch của bà Harris cho biết họ muốn microphone của các ứng cử viên sẽ được bật trong suốt cuộc tranh luận thay vì bị tắt tiếng khi ứng cử viên còn lại đang phát biểu. Lý do bà Harris không muốn tắt mic khi ông Trump tranh luận. Nhóm của bà Harris đề xuất thay đổi quy tắc tắt mic trong cuộc tranh luận, hy vọng ông Trump sẽ bộc lộ những điểm yếu khi không bị kiềm chế. Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến có cuộc tranh luận trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump trên ABC vào ngày 10 tháng 9. Sáng 26 tháng 8, Brian Fallon, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Harris, đề nghị đài ABC thay đổi quy định, thu tiếng của cả hai ứng cử viên xuyên suốt buổi tranh luận thay vì tắt mic luân phiên khi một trong hai người phát biểu. Quy định tắt mic này đã được nhóm của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy, áp dụng trong cuộc tranh luận với ông Trump trên CNN hồi tháng 6, nhằm ngăn cựu Tổng thống ngắt lời ông Biden như trong cuộc tranh luận giữa họ năm 2020. Việc tắt mic cuối cùng có lợi hơn cho ông Trump. Cựu Tổng thống nhìn chung giữ bình tĩnh, trong khi ông Biden bộc lộ điểm yếu với nhiều lần nói vấp, lúng túng và không rõ ý. Bà Harris dường như muốn ông Trump có cơ hội nói những gì ông muốn vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc tranh luận sắp tới, để ông hiện lên trước khán giả là một người thiếu kiềm chế.
những lời công kích của ông Trump nhắm vào giới tính và chủng tộc của đối thủ dân chủ có thể sẽ khiến các cử tri nữ, cộng đồng thiểu số và người có học thức cao bất bình. Đây là nhóm cử tri có thể rất quan trọng ở các bang chiến trường trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới đây. Nếu ông Trump không thể kiềm chế bản thân và sa đà vào công kích, ngắt lời đối thủ, cựu tổng thống có thể giúp bà Harris củng cố thêm bức tranh mà họ đã phác họa về ông tại Đại hội Đảng Dân chủ tuần trước. Trong bài phát biểu tại Chicago, bà Harris nói rằng cử tri đứng trước lựa chọn đi theo con đường hỗn loạn và thảm họa như trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống Donald Trump, hay lựa chọn trở lại với những giá trị Mỹ gồm sự tự do, cơ hội, sự cảm thông, phẩm giá, công bằng và những năng lực vô hạn.